7 tuyến đường được đề xuất xén vỉa hè và giải phân cách, gồm Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám, Khuất Duy Tiến. Trong đó, tuyến Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu có chiều dài hơn 8,5 km, giải phân cách giữa rộng 3-7 mét. Cả 4 tuyến này đều có 3 làn xe mỗi chiều, trong đó có 1 làn dành cho BRT và 2 làn hỗn hợp. Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện trên các tuyến này đã vượt quá 1,7-4 lần so với thiết kế, gây ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều người dân cảm nhận nếu xén vỉa hè và giải phân cách, những tuyến đường này sẽ đỡ ùn tắc hơn. Cái chỗ nào mà tắc mà đường hẹp thì nên mở rộng ra. Người đi bộ chỉ cần đủ đi bộ thôi. Nghĩa là đừng có để cái xe, các phương tiện về xe máy hay là xe đi ở trên ấy là được. Nhu cầu đi lại, đi bộ của người dân mình thì cũng không nhiều lắm đâu. Còn phương tiện cá nhân thì giờ cũng nhiều nên là mở lên vỉa hè đi cũng được. Cảm quan là như vậy. Song theo một số chuyên gia, giải phân cách và vỉa hè là những hạng mục hình thành nên một tuyến đường, không thể tùy ý thay đổi kết cấu của tuyến đường và cũng không thể lấn phần đường cho người đi bộ để biến thành đường cho xe chạy. Tôi nghĩ rằng thành phố Hà Nội rất nên thận trọng và có những nghiên cứu kỹ để đánh giá về mặt lưu lượng, đánh giá về mặt hiệu quả của cái giải pháp đấy. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đang hy sinh cái gọi là xanh, sạch đẹp của thành phố để đánh đổi lại một cái giải pháp mà nó mới mang tính chất cục bộ và mang tính chất tạm thời. Cùng chung nhận định về việc xén giải phân cách vỉa hè chỉ là giải pháp cục bộ tạm thời, chuyên gia đô thị Trần Huy Ánh cho rằng việc xén vỉa hè giải phân cách để mở rộng đường được Hà Nội thực hiện từ năm 2015. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có đánh giá tổng thể về việc mở rộng đường như vậy có làm giảm ùn tắc hay không, trong khi việc này chỉ làm xấu đi mỹ quan đô thị, gây tốn kém và ảnh hưởng xấu tới cơ sở hạ tầng. Chúng ta nhìn thấy là cái việc mà xén vỉa hè là để tăng cái phương tiện cá nhân. Thì trong khi đó lại có một chiến lược là để hạn chế phương tiện cá nhân. Thì hai cái đó là hai cái công việc cùng một cái ngành quản lý mà tham mưu cho thành phố cũng như là xã hội đầu tư theo hai cái hướng khác nhau. Đánh giá lại cái hiệu quả của việc xén vỉa hè. Tất cả những vỉa hè xén thì đã cải thiện được bao nhiêu phần trăm? Đã cải thiện được bao nhiêu cái việc mà giao thông được cải thiện? Thì cái đó là nếu anh phải đánh giá một cách nó toàn diện thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục. Chứ nếu mà tôi thấy là cái việc xén vỉa hè là xảy ra là khá nhiều rồi nhưng mà chưa hề có một cái kết quả báo cáo nào rằng là cái việc xén vỉa hè để cải thiện những cái giao thông tại cái vị trí xén vỉa hè đó. Các chuyên gia đều đánh giá giải pháp xén giải phân cách vỉa hè chỉ là cách làm chắp vá tốn kém, đổi lại liệu ùn tắc có giảm. Trong khi đó, cây xanh phải di chuyển, cột đèn công trình ngầm cũng phải dịch chuyển hoặc phải đập đi xây lại. Để giải bài toán ùn tắc giao thông đô thị cần có những giải pháp đồng bộ và quy hoạch chi tiết mới có thể đem lại kết quả bền vững, chứ không thể đơn thuần chỉ là thu gọn và cắt xén.